chào quý vị và các bạn. Trong những ngày qua, các cuộc biểu tình phản đối lực lượng cảnh sát của cộng đồng người da màu tại thành phố Ferguson, bang Missouri, Mỹ đang ngày càng có xu hướng bạo lực. Biểu tình bắt đầu nổ ra sau khi cảnh sát bắn chết một thanh niên da màu tên là Michael Brown vào ngày 9 tháng 8 vừa qua. Cảnh sát đã phải bắn lựu đạn cay và bom khói về phía đám đông, huy động cả xe bọc thép chống bạo động, trong khi những người biểu tình đáp trả bằng bom xăng. Tiếng súng nổ ra và cảnh sát phải xịt hơi cay vào đám đông nổi loạn bắt đầu từ ngày 10 tháng 8, đêm bất ổn đầu tiên sau khi cảnh sát bắn chết một thiếu niên da đen tên Michael Brown, 18 tuổi. Brown thiệt mạng ở vùng ngoại ô San Luis có đông người da màu sinh sống vào chiều 9 tháng 8. Phía cảnh sát cho hay đã xảy ra việc tranh giành một khẩu súng trong xe cảnh sát, nhưng không nói rõ vì sao Brown lại có mặt ở trong đó. Các chi tiết về vụ việc vẫn chưa được làm rõ, nhưng các nhân chứng cho biết nạn nhân 18 tuổi bị cảnh sát bắn chết với nhiều phát súng, dù không có vũ khí và tay đã rửa hàng. 5 ngày trôi qua, hàng nghìn người đã biểu tình trong hòa bình với khẩu hiệu giơ tay lên, không bắn và không có công lý, không có hòa bình. Tuy nhiên, cũng có những cuộc biểu tình kết thúc trong bạo động khi những người biểu tình thi nhau ném chai lọ vào cảnh sát. Cảnh sát hạt San Luis đã phải dùng đạn hơi cay để giải tán đám đông người biểu tình. Có ngày, lực lượng vũ trang phải huy động cả xe bọc thép tới khu vực gần hiện trường xảy ra cái chết của Michael Brown. Tôi đã chán cảnh bị bắt nạt vì màu da của mình. Tôi phát bệnh với sự bạo hành của cảnh sát và giận dữ vì những gì họ đã làm với Michael Brown. Tôi sẽ tiếp tục ra đường hàng đêm cho đến khi công lý được thực thi. Trong khi đó, gia đình nạn nhân Michael Brown cũng kêu gọi người dân Ferguson kiềm chế và yêu cầu nhà chức trách đẩy nhanh cuộc điều tra. Gia đình Brown đã thuê luật sư là người từng đại diện cho gia đình Trayvon Martin, thiếu niên da đen khác thiệt mạng trong vụ nổ súng năm 2012. Nếu ai đó thông tin gì liên quan tới vụ việc, hãy cho chúng tôi biết. Mọi người hãy chấm dứt các hành động bạo lực, bởi tôi muốn đòi công lý cho con trai mình theo những cách đúng đắn. Những người dân có thu nhập thấp, chủ yếu là những người da màu tại hạt San Luis, cho biết họ thường xuyên bị cảnh sát quấy rầy. Thành phố Ferguson đã chứng kiến sự thay đổi nhân khẩu rõ rệt trong những thập kỷ gần đây do số người da màu sinh sống ở đây gia tăng nhanh chóng. Khoảng 2/3 dân số của thành phố 21.000 dân này là người da màu và trong số 53 nhân viên cảnh sát ở đây thì có 3 cảnh sát là người da màu. Trong quá khứ, nơi đây đã từng trải qua nạn phân biệt chủng tộc. Tình hình các vụ bạo loạn tiếp tục bùng phát tại thành phố Ferguson và cảnh sát thành phố bị chỉ trích dữ dội vì đã phản ứng quá nặng tay với các cuộc biểu tình, khiến bạo động nổ ra. Chính quyền Mỹ không thể không vào cuộc. Tổng thống Obama tiếp tục lên tiếng kêu gọi người dân địa phương kiềm chế, đồng thời yêu cầu giới chức điều tra công khai và minh bạch về vụ việc. Trong diễn biến mới nhất, ngày 14 tháng 8, chính quyền bang Missouri đã ra lệnh thay thế toàn bộ cảnh sát thành phố Ferguson, nơi họ miêu tả như một vùng chiến tranh. Phát biểu trước báo giới vào ngày hôm qua, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã kêu gọi người dân bình tĩnh và cam kết tiến hành điều tra vụ việc. Giờ chính là lúc dành cho sự yên tĩnh và hòa bình trên đường phố Ferguson. Giờ chính là lúc để mở một cuộc điều tra minh bạch để thấy công lý được thực thi. Ghi nhận tình hình căng thẳng tại Ferguson thời gian qua, ông Obama tuyên bố giới chức địa phương có trách nhiệm phải công khai và minh bạch về cách thức họ tiến hành điều tra cái chết của Brown và bảo vệ cộng đồng. Không thể có lời bào chữa nào cho hành vi bạo lực chống lại cảnh sát hoặc những kẻ sẽ dùng vụ việc như một cái cớ để cướp phá và bạo loạn. Sẽ không có lời bào chữa nào cho hành vi sử dụng vũ lực quá mức của cảnh sát chống lại các cuộc biểu tình hòa bình hoặc bắt giam những người biểu tình vì đã thực hiện quyền của mình một cách đúng luật. Sau 4 đêm bạo loạn và chỉ trích từ công chúng đối với cảnh sát địa phương, hiện lực lượng cảnh sát của bang Missouri đã được điều động về Ferguson để làm nhiệm vụ giữ gìn an ninh. Thống đốc bang Missouri Jay Nixon đã công bố việc thay thế lực lượng tuần tra và khẳng định các cuộc đối đầu bạo lực của cảnh sát với người dân địa phương đã khiến khu vực ngoại ô như một vùng chiến sự. Những ngày qua, thành phố trông giống như một vùng chiến tranh, và đó là điều không thể chấp nhận được. Điều quan trọng là chúng ta phải chấm dứt vòng xoáy bạo lực và tôn trọng người dân. Vì vậy, hôm nay tôi chỉ định đại úy Ron Johnson, một người Mỹ gốc Phi, lên nắm quyền thay thế cho lực lượng cảnh sát ở hạt San Luis. Trước đó, Bộ Tư pháp Mỹ đã mở cuộc điều tra riêng về vụ xả súng này. Nhiều người đã so sánh vụ việc này với vụ một nhân viên tuần tra của bang Florida nổ súng bắn chết thiếu niên da đen 17 tuổi Trayvon Martin hồi năm 2012.
Tuy nhiên, bản án vô tội dành cho người nổ súng đã khiến người dân Mỹ quan ngại về tình trạng phân biệt chủng tộc trong lực lượng hành pháp ở một số địa phương trên nước Mỹ. Ngày 26 tháng 2 năm 2012, George Zimmerman là dân vệ tình nguyện của khu phố đã bắn chết thiếu niên da đen Trayvon Martin, 17 tuổi, ở ngoại ô Orlando, bang Florida. Martin là học sinh trung học, trên đường đi học về, có ghé qua cửa hàng tạp hóa để mua kẹo, nơi cậu gặp Zimmerman. Zimmerman là người da trắng có gốc Latin. Tại thời điểm gây ra án mạng, Zimmerman 28 tuổi. Theo cảnh sát địa phương, tại thời điểm đó, trước khi nổ súng, Zimmerman đã gọi 911 và nói có một người khả nghi đi qua khu dân cư nơi có cửa hàng tạp hóa và Martin ghé vào. Sau đó 2 tháng, Zimmerman, 28 tuổi, đã bị truy tố về tội giết người cấp 2 và bị bắt giam. Cục điều tra liên bang Mỹ FBI cũng đã tiến hành điều tra vụ giết người do phân biệt chủng tộc. Thế nhưng cách đây hơn một năm, ngày 13 tháng 7 năm 2013, bồi thẩm đoàn thành phố Stafford, bang Florida đã phán quyết bị cáo George Zimmerman vô tội trong vụ bắn chết Trayvon Martin. Cảnh sát địa phương cho rằng bị cáo Zimmerman đã phòng vệ chính đáng và cho rằng mặc dù anh ta sử dụng súng, nhưng trong tình hình nguy cấp đến tính mạng nên anh ta có thể bảo vệ mình. Chưa biết những hành động mang tính bạo loạn của những người biểu tình sẽ đưa vụ án của Michael Brown đi đến đâu, nhưng sự quan tâm của cộng đồng người Mỹ đối với vụ án này cho thấy những nghi ngờ về nạn phân biệt chủng tộc vẫn còn dai dẳng trong tâm trí người Mỹ. Và một khi nhà chức trách Mỹ chưa trả lời thỏa đáng được các nghi ngờ này, thì sự việc sẽ chưa có hồi kết thật sự. Tiếp nối chuyện Đông chuyện Tây hôm nay, chúng ta sẽ đến với những diễn biến mới rất đáng chú ý tại dải Gaza. Thưa quý vị và các bạn, chỉ vài giờ trước khi lệnh ngừng bắn 72 giờ ở Gaza hết hiệu lực, các nhà đàm phán Israel và Palestine đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 5 ngày bắt đầu từ ngày hôm qua. Có thể nói, lệnh ngừng bắn 120 giờ là một bước tiến quan trọng trong tiến trình hòa đàm của Israel và phong trào Hồi giáo Hamas do Ai Cập làm trung gian. Tuy nhiên, khi lệnh ngừng bắn vừa mới bắt đầu, thì tại dải Gaza, máy bay của Israel đã tiến hành các cuộc không kích trên khắp Gaza với mục đích được tuyên bố là nhằm đáp trả các vụ phóng rocket từ phía Palestine. Điều này đã báo hiệu một kết thúc vô cùng mờ mịt của lệnh ngừng bắn 5 ngày này. Theo các nguồn tin từ phía Palestine, việc gia hạn lệnh ngừng bắn mới này sẽ tạo điều kiện cho các cuộc thương lượng giữa Israel và Palestine nhằm tiến tới một lệnh ngừng bắn lâu dài giữa hai bên. Vào những phút cuối cùng, các bên đã nhất trí kéo dài lệnh ngừng bắn thêm 5 ngày. Phái đoàn Palestine sẽ rời Ai Cập về Ramallah để tham vấn với Tổng thống Mahmoud Abbas và các nhà lãnh đạo Palestine. Trong những tuần tới, chúng tôi hy vọng sẽ đạt được một thỏa thuận cuối cùng và thỏa thuận đó sẽ nhận được sự ủng hộ của khu vực và quốc tế. Tuy nhiên, ngay sau tin vui này, thì một quan chức Bộ Nội vụ Palestine xác nhận, chỉ 30 phút sau khi phái đoàn hai nước thông qua lệnh ngừng bắn mới, Israel đã tiến hành 4 đợt không kích vào Gaza. Còn phía Israel thì lớn tiếng rằng lực lượng vũ trang Palestine đã bắn 6 quả rocket nhằm vào Israel ngay trong tối 13 tháng 8. Trong đó có 4 quả bắn trúng các khu vực ngoài trời của Israel, song một quả đã bị đánh chặn. Trong một tuyên bố, người phát ngôn quân đội Israel nhấn mạnh quân đội nước này chỉ đang nhắm vào các cơ sở khủng bố trên khắp dải Gaza. Nhằm đáp trả các vụ bắn rocket đó, vốn bị Israel coi là cái gai trong mắt, đồng thời cho biết hiện quân đội Israel đã được đặt trong tình trạng cảnh giác cao độ, sẵn sàng phòng thủ nhằm đối phó với các nguy cơ tấn công nhằm vào nước này. Trong một diễn biến liên quan đến căng thẳng giữa Israel và Palestine, cũng trong ngày hôm qua, cảnh sát Israel cho biết, tính đến nay họ đã bắt giữ hơn 600 người Palestine, trong đó có 175 thanh thiếu niên, liên quan đến cái chết của 3 thiếu niên người Do Thái hồi tháng 6 và hành động tấn công trả thù một thiếu niên Palestine có tên Mohamed Abu Khudai sau vụ việc này. Cảnh sát Israel đã tăng cường chiến dịch điều tra truy quét trong 2 ngày qua và bắt giữ hơn 100 người có liên quan trực tiếp đến các vụ gây rối xung quanh vụ việc này. Cảnh sát Israel sẽ còn tiếp tục các vụ truy quét và bắt giữ trong những ngày tới. Đến nay, Israel đã xét xử hơn 150 người vì tội xúc phạm và tấn công cảnh sát. Ngay sau khi lệnh ngừng bắn thứ hai trong 72 giờ ở dải Gaza có hiệu lực, cuộc sống thường nhật đã trở lại khu vực này. Và nay, với lệnh ngừng bắn mới trong 5 ngày, nhiều người chia sẻ họ tưởng rằng mình đang sống trong mơ và mong rằng giấc mơ này sẽ được kéo dài mãi mãi. Tuy nhiên, mơ ước này có vẻ còn quá xa vời bởi lệnh ngừng bắn trong 5 ngày đã bị phá vỡ ngay sau khi có hiệu lực 30 phút.
Đồng thời, cho đến nay, tiến trình đàm phán nhằm đạt được một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài giữa Israel và Hamas vẫn chưa đạt được đột phá nào do các bên không chịu nhượng bộ lẫn nhau về các điều kiện đàm phán. Tại giải Gaza, người dân đang cố gắng hết sức để trở lại cuộc sống thường nhật trong quỹ thời gian ngừng bắn ngắn ngủi. Một số cửa hàng đã mở cửa trở lại, trong khi nhiều khu vực khác chưa bị tàn phá đã hoạt động bình thường. Với những người đang phải sống trong các trại tạm trú của Liên Hợp Quốc, thì quay lại cuộc sống thường nhật dường như là một điều quá xa xỉ. Chúng tôi mong rằng sau 5 ngày ngừng bắn, các bên sẽ tìm ra một giải pháp lâu dài để chấm dứt cuộc chiến vô nghĩa này. Chúng tôi cũng đề nghị các nhà đàm phán Palestine quay trở lại Cairo để tìm ra giải pháp khả thi. Tuy nhiên, với nhiều người đang sống tại một trường học của Liên Hợp Quốc do bị mất nhà cửa, thì dù lệnh ngừng bắn có hiệu lực, họ vẫn chẳng thể trở về nhà, bởi ngôi nhà của họ lúc này chỉ là đống đổ nát. Chúng tôi trở về làm gì nữa? Ngôi nhà của chúng tôi đã bị phá hủy hoàn toàn. Chúng tôi phải bỏ nhà cửa đi mà không kịp mang theo thứ gì. Hiện giờ điều kiện sống của chúng tôi vô cùng khó khăn. Cũng tại ngôi trường này, tận dụng 5 ngày ngừng bắn, cặp đôi Hima và Oma đã tổ chức đám cưới. Dù không thể tổ chức lớn như trước, nhưng địa điểm tổ chức đám cưới của cặp đôi Hima và Oma cũng được trang trí bằng bóng bay nhiều màu và tấm áp phích lớn có tên cô dâu và chú rể. Riyad Sayyad, cha của cô dâu cho biết, ông cảm thấy khá đau lòng khi thấy con gái mình phải cưới vội như vậy. Và ông cảm thấy thất vọng với một tương lai vô cùng ảm đạm. Tôi đau lòng bởi nếu ai ở địa vị của một người cha như tôi thì đều không muốn thấy các con gái mình phải tổ chức đám cưới ở khu tị nạn. Tôi đã từng nghĩ sẽ tổ chức cho con tôi tại một nhà hàng sang trọng, nhưng điều đó là không thể. Song dù cuộc sống ở khu vực này vẫn còn nhiều khó khăn, chiến sự vẫn có thể diễn biến ác liệt trong những ngày tới, thì không ít người thân của cặp đôi Hima và Oma vẫn nhảy múa, hát hò, chúc phúc cho đôi vợ chồng trẻ này. 425.000 người sinh sống ở dải Gaza đã phải thay đổi chỗ ở và phải sống trong các trại tị nạn chật chội, thiếu các dịch vụ cơ bản nhất. Trong khi đó, 12.000 ngôi nhà đã bị phá hủy hoàn toàn hoặc là bị hư hại nghiêm trọng sau các đợt không kích của Israel. Trong khi đó, 1.945 người Palestine đã thiệt mạng, còn phía Israel có 67 người. Còn các bệnh viện ở dải Gaza luôn trong tình trạng quá tải, bởi số người bị thương không ngừng tăng lên trong các cuộc không kích. Trước tình trạng này, Liên Hợp Quốc đã thông báo quyết định bổ nhiệm 3 chuyên gia vào Ủy ban Quốc tế điều tra về khả năng vi phạm nhân quyền và phạm các tội ác chiến tranh trong các cuộc tấn công quân sự của Israel nhằm vào dải Gaza, nhằm đáp trả các cuộc nã pháo của phong trào Hồi giáo Hamas sang lãnh thổ Israel. Thưa quý vị và các bạn, bất kể cuộc đối đầu quân sự giữa Israel và phong trào Hamas kết thúc như thế nào, thì kết quả của cuộc chiến được cho là sẽ không khác nhiều so với những cuộc xung đột trước đây tại vùng đất này. Nghĩa là không có kẻ thắng và người thua. Và nạn nhân duy nhất trong cuộc chiến đang diễn ra tại dải Gaza vẫn chính là thường dân vô tội. Mới đây, sự việc một nhà báo của hãng tin AP thiệt mạng tại dải Gaza đã cho thấy sự khốc liệt của cuộc chiến, đồng thời gióng lên hồi chuông kêu gọi các bên cần nhanh chóng trả lại hòa bình cho mảnh đất đau thương này. Đó cũng là lời kết cho chuyện Đông chuyện Tây hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị với những câu chuyện thời sự hấp dẫn vào giờ này ngày mai.